Chào bạn, hôm nay Volab xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm chuyên về đồ họa của Dell, đó là Dell M47. Dòng này thì vào cái thời điểm mà mình quay video này thì dòng này đã ra được khoảng 5 năm rồi. Tuy thế thì với cái tầm tiền mà 12 triệu thì con Dell M47 này hiện tại vẫn đang là sản phẩm được các bạn chuyên về làm kỹ thuật hay là dựng phim hay là dựng ảnh Corel rất là ưa chuộng vì giá thành nó hợp lý, chỉ hơn 10 triệu thôi mà phục vụ công việc cũng như là giải trí chơi game thì vẫn đáp ứng được là rất là tương đối khá. Đấy. Máy này thì 1.7 này cũng tiếp theo cái thành công của máy Dell 1.6, cho nên là thiết kế với cả màu sắc các thứ bên ngoài thì gần như là tương đương với cả 1.6. Nếu có khác biệt thì nó khác biệt ở cái cấu hình thôi. Đấy. Máy thì vẫn là hợp kim nhôm 3G, máy chắc chắn hợp kim nhôm 3G cho chắc chắn này, sờ mịn, máy sơn màu đồng. Các cái cổng giao tiếp của nó đây. Ở đây bên phải này thì có DisplayPort này, hai cổng USB 3.0, hai cắm ổ cứng. Và đây là kính tắt bật Wi-Fi cứng. Phía sau của máy thì bao gồm là hai cái quạt tản nhiệt thổi ra. Thiết kế thổi ra như phía sau như thế này thì khi người dùng sử dụng thì nó không bị nóng. Những cái thiết kế trước thì nó thổi ra hai bên thì nhiều lúc mình cầm tay vào hoặc là mình để di chuột thì máy nó sẽ bị nóng sang hai bên, hoặc là máy nóng sang bên cạnh mình để nó thổi ra sau thì nó không bị cái vấn đề đấy nữa. Hai quạt này thì thứ nhất là có hai quạt thì tất nhiên là sẽ mát. Máy mà chạy Corel hay là dùng ứng dụng thì vẫn ở cái mức khoảng 60 độ thôi, như thế là hợp lý, hơn 50-60 độ và mát, mà gần như là máy chạy gần như là không có tiếng động, chạy rất êm. Bạn phải áp sát tai vào khi mà mới nghe thấy, chứ còn nếu dùng bình thường gần như không có tiếng động gì. Phía sau này thì có cổng, đây là cổng bạn thấy là VGA port này, cái này là cắm ra ngoài màn hình thường và máy chiếu là nhiều. Đây là cổng LAN, cổng đây là cổng eSATA. eSATA thì bạn có thể cắm thẳng ổ cứng vào mà không cần phải là để cóp dữ liệu, mà không cần phải qua cái cổng hoặc là USB box để cóp dữ liệu, rất là tiện. Đây là HDMI, cổng HDMI thì cũng là xuất ra màn hình phân giải cao. Bên trái này thì đây, bạn xem đây là cái khóa, cái này là cắm vào để khóa vào chân bàn chân ghế để cho đỡ mất cắp. Hai cái USB nữa, hai cổng USB với cả hai cổng bên kia là bốn cổng. Đây là một cái 1394, cổng 1394 thì nó tương đương cổng USB thôi, nhưng mà cắm cái này hay dùng cho máy quay hay là máy các cái máy ảnh đời trước. Mic, đây là tai nghe, trên này có các đèn báo hiệu của cứng rồi là pin rồi đèn nguồn. Đây là cái ổ DVD slim, loại này là dạng ổ nuốt. Đấy. Đây là đầu lọc thẻ này, và đây là đầu cái gọi là khe cắm mở rộng EC, là bạn có thể cắm thêm những cái thiết bị thông minh vào đây, hoặc là cắm thêm LAN, cả LAN này cả sao ngoài vào đây cũng được, Wi-Fi. Đấy là về giao diện, phía trước thì không có một cái cổng nào cả. Máy thì bàn phím của nó là bàn phím rất là nẩy, thiết kế rất nẩy nhưng mà rất là chắc chắn. Có bàn phím số theo kèm, bàn phím số này rất tiện cho bạn làm dược liệu, làm kế toán hay là
làm đồ họa mà cần nhập liệu thì ấn chính số cái này không, rất là tiện. Màn hình của M1007 thì là màn hình 15.6, độ phân giải của nó là Full HD. Đấy. Mà Full HD thì cái điểm cộng nữa là cái màn này đều là công nghệ của nó là IPS. Cái cấu hình mà cơ bản của máy, cấu hình theo cơ bản của máy thông thường là chip i7 3720 hoặc 3740M. RAM của nó là RAM 16GB và ổ cứng 500GB. Cái cạc phổ biến của nó, cạc của nó là K1000 và cái cạc cao hơn là K2000. Như ở cái trường hợp của cái máy này ấy, thì nó là do được cái người mà những cái công ty mà người ta mua sử dụng, người ta đặt cấu hình cao hơn để đáp ứng công việc cao hơn, thì của nó là chip của nó là 3820QM, RAM 16GB và cạc của nó là cạc K2000. Là ở cái dòng 4007 này là cạc cao nhất rồi. Các bạn có thể xem ở đây. Chip 3820QM. Đây là RAM 16GB này. Và cạc K2000. Màn thì là Full HD, độ phân giải là 1920 nhân 1080. Đấy. Màn hình thì cho cái màu sắc của nó là màn này là màn IPS nên độ RGB là độ tương phản và màu sắc của nó rất là chân thực, màu đẹp. Pin của cái dòng này thì nó không phải là chuyên về để mang đi mang lại. Máy này thì khá nặng, khoảng hơn 3 cân cộng thêm sạc, cân nó cũng gần 5 cân, đúng cơ hơn 4 cân. Thì nó không phải là dòng để mà có thể là mang đi mang lại nhiều. Dòng này chuyên để thiết kế thôi. Cái pin của nó cũng không được đầu tư nhiều, khi sử dụng pin thì nó cũng chỉ được khoảng 2 tiếng để chạy ứng dụng. Nếu bình thường nó khoảng hơn 3 tiếng. Tháo viên pin ở đây ra, bạn gạt bạn tháo viên pin ở đây ra. Có hai con ốc ở đây thì bạn tháo hai con ốc ở đây ra. Kéo về phía này, bạn có thể đây. Các bạn xem phía trong một cái con M4007 đây. Đây là hai quạt của gian. Cạc có wifi, cạc này là cái ở đây thì bạn có thể cắm thêm M-SATA. Cái cắm nếu mà M-SATA mini ý, bạn có thể là mình cắm vào đây và là bộ khởi động
tăng cái tốc độ sử dụng của nó lên, khởi động rồi là vào win nhanh hơn, chạy ứng dụng nhanh hơn và mình copy cái dữ liệu quan trọng thì mình sẽ copy vào ổ 500GB dữ liệu. Đấy. Ở đây thì mình bạn thì cắm thêm ổ cứng này, kia là hai ổ mua ổ bên này, một ổ mini ở đây. Và nếu mà bạn cần thêm ổ cứng nữa thì bạn có thể tháo bỏ cái ổ này ra và lắp cái két đi bay, lắp thêm ổ cứng vào đây, có nghĩa là nó lắp được thêm ba ổ cứng 2 kg. Cái này thì bạn có thể là có 2 cái trước 2 cái sau, bạn có thể cắm tối đa 32 kg. PC mode này thiết kế rất là ngăn nắp và khoa học. Và bạn lưu ý đây, tất cả những cái máy, ví dụ như máy này là nhập chúng ta chỉ kiếm về các cái tem bạc hay là cái service tag của máy là nó vẫn còn nguyên đây. Các bạn lúc mà các bạn kiểm tra máy thì như thế có thể yên tâm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà các bạn thấy video có ích thì các bạn vui lòng đăng ký để xem các cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.